Cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách chuyển vùng App Store từ Việt Nam của chúng ta sang bên Thái Lan nhé. Thì để cho các bạn tải được những ứng dụng ở bên đó thì các bạn hãy nhìn vào màn hình để mình chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta cần chuyển ngôn ngữ máy của chúng ta sang tiếng Anh nếu mà máy của chúng ta sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nhé. Thì các anh chị chỉ cần vào cài đặt chúng ta chuyển sang tiếng Anh này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào phần App Store này nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng avatar này. Và chúng ta sẽ nhấp vào địa chỉ ID của chúng ta nhé. Sau đó các bạn sẽ ấn vào dòng thứ hai này. Sau đó mình sẽ ấn tiếp vào cái dòng này nhé. Rồi các bạn sẽ kéo xuống, các bạn chọn vùng quốc gia của chúng ta là Thái Lan nhé. Và chúng ta sẽ kéo xuống phần chữ T nhé. Đó, đây Thái Lan này. Các bạn nhấp vào đây nhé. Sau đó chúng ta sẽ ấn chữ AG này. AG tiếp này. Và các bạn chờ trong giây lát nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn chữ None này nhé. Thì nó xuất hiện lên này thì các bạn sẽ ấn vào chữ Next cho mình này. Đó thì các bạn kéo xuống thì các bạn nhập địa chỉ tên đường chúng ta vào. Thì cái chữ nào màu đỏ thì chúng ta nhập vào nhé. Dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập, mình sẽ nhập là A, B, C này. Hai dòng chữ trắng là mình bỏ này. Cái dòng tiếp là Kitty này. Mình nhập là Bangkok này. Bangkok này. Và dòng thứ hai, dòng tiếp này thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Các bạn kéo xuống cái thanh bên dưới này. Và các bạn chọn chữ Bangkok, nó vào đúng cái ô này cho mình nhé. Và các bạn sẽ ấn lên đây thì tự nó khác kéo lên nhé. Đó, Bangkok này, mã barcode này. Đó, các bạn nhấp vào đây. Và các bạn sẽ nhập cho mình là 10100. Đó, rồi số điện thoại, các bạn nhấp vào đây. Các bạn có thể nhập số điện thoại chúng ta vào cũng được nhé. Rồi sau khi các bạn đã điền đầy đủ thông tin rồi thì các bạn thấy phía trên này có chữ Next này. Thì các bạn nhấp vào nhé. Các bạn chờ trong giây lát. Sau đó các bạn sẽ ấn chữ Done cho mình nhé. Rồi thì bây giờ mình đã chuyển sang được cái App Store của Thái Lan rồi nhé. Đó thì các bạn muốn tải ứng dụng gì thì các bạn tải nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tải thử cho bạn một cái ứng dụng ở trên này về. Xem mình đã tải chưa nhé. Và các bạn sẽ ấn vào chữ Get này. Đó thì khi chúng ta chuyển vùng đã thành công rồi thì chúng ta sẽ tải thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái vân tay chúng ta vào. Đó thì khi mình đã tải được rồi thì tức là cái vùng mình chuyển từ bên Việt Nam sang bên Thái Lan này đã ok rồi nhé. Đó thì cái ứng dụng mình đang tải đây nhé. Các bạn chờ trong giây lát. Đó thì sau khi các bạn và các anh chị đã chuyển vùng sang rồi thì chúng ta muốn tải những ứng dụng gì bên Thái Lan như game này, hay là những ứng dụng gì mà các bạn yêu thích, hay là các bạn đang ở Việt Nam các bạn di chuyển sang Thái Lan thì các bạn có thể biết là các bạn tải nhé. Chắc cái ứng dụng này nó hơi mê, nó hơi lặng sao, tải nó hơi chậm. Đó. Rồi tức này là thành công rồi nhé. Đó. Rồi sau khi các bạn đã tải được rồi thì các bạn muốn quay về Việt Nam thì các bạn sẽ ấn chữ Today cho mình này. Đó, sau các bạn sẽ ấn vào hình avatar này. Các bạn cũng làm như cái bước lấy thôi. Và các bạn sẽ ấn vào địa chỉ ID của chúng ta nhé. Rồi sau đó các bạn ấn dòng thứ hai này. Các bạn chờ trong giây lát nhé.
Rồi các bạn ấn tiếp cái dòng này. Đó thì các bạn kéo xuống. Đó thì các bạn chọn quốc gia là Việt Nam này. Quan trọng nhất là cái vùng này nhá, các bạn chọn phải đúng này. Đó, mình ấn cái Việt Nam này. Các bạn chờ trong giây lát. Chúng ta sẽ ấn chữ AGE này. AGE tiếp này. Các bạn chờ trong giây lát nhé. Nó lâu quá thì bạn ấn một nhát nữa nhé. Ấn phát nữa. Rồi các bạn chờ. Đó thì chúng ta cũng lại chọn vào chữ lo le này. Và các bạn ấn vào chữ like này. Và các bạn sẽ ấn vào cái địa chỉ cho mình nhé. A, B, C này. Chữ nào, dòng nào chữ đỏ chúng ta ấn nhé. Và City này mình sẽ chọn là Bắc Giang. Mã barcode thì nó không yêu cầu chúng ta thôi nhé. Và nhập số điện thoại chúng ta vào. Và chúng ta ấn vào chữ like này. Chúng ta ấn vào chữ đôn này. Rồi mình cũng xin kết thúc ở đây. Thì các bạn xem video mình thấy hay, thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh. Nhớ ấn một cái chuông 2 lần để nhận những thông báo video mới mình ra nhé.